Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Trong video này thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại một số cái phương thức của kiểu dictionary nha. Thì ở bài trước thì chúng ta đã học về dictionary rồi ha. Chúng ta đã biết cách tạo một dictionary, cách chia suốt những cái giá trị trong dictionary ra ha. Thì trong video này thì chúng ta sẽ làm quen với một số cái phương thức ít thôi của dictionary. Ví dụ như làm thế nào để lần trước thì chúng ta biết là chúng ta có chia suốt được cái giá trị ra rồi, thì giờ làm thế nào chúng ta lấy được tất cả các giá trị của một dictionary ra. Thì bạn thấy trong dictionary đó là một cặp key nha. Nó cũng giống như một danh sách vậy đó, nhưng mà nó sẽ có key value, key value, key value. Làm thế nào ta lấy hết tất cả các value đó ra, hoặc làm thế nào ta lấy tất cả các cặp key đó ra, đó là một trong những cái vấn đề mà ta sẽ đề cập trong video ngày hôm nay ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại một file mới ha. Ở đây thì mình sẽ có một cái ví dụ như sau. Rồi, thì trong ví dụ này thì ở đây mình có một cái dictionary orders ha. Thì ở đây trong cái dictionary này, ở đây thì mình có một cái key là apple là 5, hoặc là orange là 3 và banana là 2 ha. Thì đây là cái biến của mình. Thì ở đây á, ở đây nè, thì nó có một cái phương thức đầu tiên là phương thức mà thấy không? Đây là value nè. Đấy. Thì dictionary nó có một phương thức là value. Phương thức này nó sẽ trả về danh sách tất cả các value giá trị này của cái dictionary đó ha. Giá trị ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái này để các bạn xem coi kết quả nó, rồi chúng ta sẽ nói tiếp nha. Thì bạn thấy nè, ở đây thì chúng ta có một cái dictionary value và bên trong đó nó là một cái mảng ha. Đây, ở phía dưới đây thì bạn thấy đây mới là cái kết quả của cái mảng nó ra. Như vậy bạn thấy ở dòng lệnh in đầu tiên á, nè, dùng cái order chấm value đây thì nó sẽ trả về chúng ta cái dictionary value là cái này. Sau đó chúng ta phải bọc nó bên trong cái phương thức list như thế đây thì nó mới trả ra chúng ta cái list ha. Đấy. Thì đây là cái cách mà để chúng ta có thể lấy được tất cả các giá trị của một dictionary ha. Ở bài trước, ở video trước thì chúng ta đã biết cách làm thế nào để chúng ta lấy ra từng cái giá trị thông qua cái key ha. Thì bây giờ ở đây chính là cái cách thức để chúng ta hãy lấy ra được tất cả các giá trị của cái value của một cái dictionary bằng cách chúng ta sử dụng là order.value ha. Tức là tên của cái dictionary đó và chấm .value. Và để ra được kiểu list thì chúng ta sẽ bọc nó bên trong cái phương thức list trong như thế này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ có một cái dòng code khác. Thì ở dòng code này, ở đây thì bạn thấy không, thì chúng ta chỉ khác cái biệt duy nhất thôi là chúng ta dùng cái key. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái này nó sẽ trả ra chúng ta cái gì nhé. Đây thì bạn thấy nhé, nếu order.value thì trả ra giá trị, nhưng mà order.key thì trả ra danh sách key. Ở đây mình bọc thông bên trong cái list thì bạn thấy nó trả về danh sách của cái key. Nào bây giờ nó có một cái chú ý nữa là nó có một sự khác biệt ở đây là gì. Nếu như trong kiểu list á, thì chúng ta có thể lập qua từng phần tử được ha. Thì trong dictionary chúng ta không thể lập qua từng phần tử một cách trực tiếp được, mà chúng ta cần phải chuyển đổi nó qua thêm một cái bước. Đó là chúng ta sẽ chuyển đổi nó sang kiểu tuple, rồi sau đó nó lập qua trong từng cái phần tử của tuple. Tuple thì chúng ta sẽ đọc trong video tiếp theo. Trong video này thì chúng ta chỉ nói trước như vậy thôi. Và cách thức chuyển đổi như thế nào, mục đích của chúng ta là làm thế nào để lập qua được cái dictionary, thì chúng ta sẽ làm như sao. Thì ví dụ như ở đây là mình sẽ có một cái dòng là for ha. Thì bạn thấy nè, để chuyển nó qua sang kiểu tuple á, thì ở đây chúng ta sử dụng là cái tên của cái dictionary đó chấm items ha. Thì đây nhớ nha, value thì kể lấy là value keys, thì lấy các cái key và item ở đây giúp chúng ta chuyển sang một tuple. Sau đó chúng ta bọc nó bên trong cái list nha, bọc bên trong một cái list. Rồi thì khi đó đây là cái biến sẽ lập qua từng phần tử một nè, biến này sẽ lập qua từng phần tử một bên trong cái list này ha. Thì ứng với một cái list như vậy thì chúng ta sẽ xuất nó ra, xuất nó ra kết quả. Ok, thì cái ở đây nó là một cái biến thôi, chúng ta có thể đặt nó là một cái biến gì đó cũng được ha. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ cùng chạy thử nhé. Đấy, thì bạn thấy ha, thì bạn thấy cái list item này nè, thì đây nó sẽ trả cho chúng ta một cái đối tượng tuple. Thì đối tượng tuple nó là một cái đối tượng nó cũng mang tính chất giống như một cặp key value đó, nhưng mà nó sẽ hiển thị trong cái dấu ngoặc còn tròn. Chúng ta sẽ nói kỹ nó hơn trong video tiếp theo ha. Đấy, thì đây là cái chúng ta có thể làm qua được từng cái phần tử của tuple. Thì đây là một đối tượng tuple, thì khi mình có được đối tượng tuple này, chúng ta sẽ chia suốt được giá trị này và giá trị này ha. Thì video này sẽ tạm ngưng ở đây thôi. Thì trong video này chúng ta sẽ học về cái dictionary method này, chỉ ngắn gọn vậy thôi. Cách để chúng ta lấy, chúng ta có thể lấy ra tất cả các value bằng cách là gì, chúng ta dùng cái tên của cái dictionary để chấm value, key chúng ta dùng là key. Đấy, rồi lưu ý là chúng ta phải bọc bên trong cái list thì chúng ta mới trả nó về được cái giá trị như thế này nha. Rồi để lập qua thì như thế nào, lập qua thì chúng ta sẽ dùng là item, bỏ bên trong cái list và dùng là item. Sau đó là chúng ta sẽ lập nó qua và ở dạng tuple. Dictionary không cho phép ta lập trực tiếp. Ok, hẹn gặp bạn video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về tuple.